Ngày 16 tháng 1, Hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh 2017 và triển khai nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 đã thành công tốt đẹp. Vietinbank đặt ra mục tiêu mới cho năm 2018 như sau: tổng tài sản tăng trưởng khoảng 15-17%, nguồn vốn huy động tăng trưởng khoảng 18-20%, dư nợ tín dụng tăng trưởng khoảng 16-17%, tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%, lợi nhuận trước thuế đảm bảo đạt và vượt kế hoạch được Ngân hàng Nhà nước và Đại hội đồng cổ đông giao. Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vietinbank đã tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch trung hạn 2015-2017 và định hướng giai đoạn 2018-2020. Theo đó, kế hoạch kinh doanh trung hạn của Vietinbank 2018-2020 với mục tiêu trở thành tập đoàn tài chính có quy mô lớn và hiệu quả hoạt động tốt nhất hệ thống ngân hàng Việt Nam vào năm 2020. Hội nghị đã được nghe các báo cáo chuyên đề về giải pháp thúc đẩy các hoạt động kinh doanh, công tác xử lý nợ, quản lý rủi ro, quản lý nhân sự và quản lý chất lượng. Tại hội nghị cũng đã ghi nhận nhiều ý kiến trao đổi thẳng thắn của các chi nhánh trong thực tiễn triển khai hoạt động nghiệp vụ, qua đó đóng góp nhiều ý tưởng thiết thực vào giải pháp hoàn thành nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 của toàn hệ thống. Kết thúc hội nghị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Nguyễn Văn Thắng định hướng chỉ đạo toàn hệ thống tập trung quyết liệt thực hiện 5 nội dung quan trọng. Các nội dung đó là: tăng trưởng gắn với cơ cấu khách hàng, cơ cấu ngành hàng; tăng hiệu quả các hoạt động dịch vụ, tăng thu ngoài lãi, phát triển sản phẩm, dịch vụ truyền thống, sản phẩm, dịch vụ mới có hàm lượng công nghệ cao, cải thiện chất lượng sản phẩm, dịch vụ, chất lượng phục vụ; thực hiện tái cơ cấu ngân hàng gắn với xử lý nợ xấu, nợ ngoại bảng; nâng cao năng suất lao động; tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong quản trị điều hành hoạt động. Ngoài 5 nội dung trên, các nội dung như công tác truyền thông và an sinh xã hội cũng cần được đẩy mạnh. Ông Nguyễn Văn Thắng bày tỏ sự tin tưởng toàn hệ thống Vietinbank sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành tất cả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 cũng như nhiệm vụ đặt ra trong kế hoạch trung hạn 2018-2020. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.